Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình Thành Ezzy đây. Và hôm nay thì mình sẽ chơi một cái tựa game mang tên là The Fisher Cat. Thì cái tựa game này mình đã từng có một lần chơi ở trong cái chuyên mục là Top Game 2 mỗi ngày cách đây khoảng 3-4 tháng rồi. Và chúng ta sẽ chơi cái tựa game này để đi săn những con cá nhá, bằng con mèo. Cái này khác với cái tựa game câu cá là chúng ta sẽ đóng vai trò là thợ lặn luôn. Và mình sẽ lặn xuống dưới biển và mới ở săn cá gì đấy. Nó khá là hay, chúng ta có thể nâng cấp được rất là nhiều thứ. Đây chính là hòn đảo của con mèo. Hòn đảo con mèo đây. Và chúng ta có thể nâng cấp ở những cái khu này. Cái con này thì nó giao nhiệm vụ cho mình này. Đầu tiên mình sẽ có một cái thuyền rách, sau mình sẽ nâng cấp dần dần lên. Mình nhớ ngày xưa mình đã chơi rồi, nhưng mà hình như là khi xóa game thì nó không lưu lại thì phải. Hoặc là mình cần phải kết nối với tài khoản gì đó. Chúng ta có cả check mail mấy cái thứ cơ. Đó, sẽ bỏ qua cái này đi. Nó có cả thời tiết ngày mai sẽ như thế nào, xong rồi các kiểu cơ. Đây mình sẽ có thể nhận nhiệm vụ từ ông này này, từ cái con mèo này. Con mèo này chứ, chắc là vậy. Nó đói quá, nó cần cá. Chúng ta sẽ đi xuống thuyền được không? Let's go fish, chúng ta sẽ nhảy xuống thuyền luôn. Con mèo nó đói quá. Mình sẽ đi xuống dưới này và bắt đầu là ấy thôi, săn cá ở đây. Ok, chúng ta sẽ có cái basic control, nghĩa là bây giờ nó đến cái thì mình sẽ bắn cái mũi lao này. Bắn mũi lao có thể sẽ trượt nha, mình sẽ căn như thế nào đó vừa tầm để mình bắn đấy, xịt đấy anh em. Rồi chúng ta sang cái bước thứ hai. Chúng ta có một cái bình oxy ở bên cạnh này, khi mà hết oxy thì nó sẽ tự cộng kéo mình lên. Mình có thể nâng cấp cả cái bình oxy này nữa. Thứ ba là chúng ta có thể bắn mắc cái gì đó và khi cạn oxy nó sẽ kéo mình lên thôi. Ok, nào kéo xuống này anh em. Rồi từ một con này về đây. Chúa được hai con. Con cá gì hết, một cá bóng đèn à? Cá gì vậy ta? Không biết con... Đâu. Đây, kéo nó về đây, đúng rồi. Con này mình không bắt được à? Đây rồi anh em, combo 2, tốt. Và mình bắt được con này. Xịt kìa. Vào đây, chạy đi đâu, hết oxy rồi và nó sẽ kéo mình lên thôi. Nó không cho phép mình kéo nhiều. Thế mình nghĩ mình nên nâng cấp cái bình oxy lên. Chúng ta bắt được một con cá với cái độ dài là 11,89 cm. 4 con nhân 11,89 này. Con cá gọi là con cá gì đây? Cá bóng đèn à, nhân 1 và nó là 11,47. Chúng ta được tất cả là 70 mấy đồng ấy. Tất cả đây. Rồi, về nhà rồi đây. Có cá cho con mèo này ăn rồi. Con mèo nó đỡ đói, con mèo đợi sẵn ở nhà để đợi cá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ vào trong cái nhà này và để nâng cấp lên. Cho anh nâng cấp cái bình oxy của mình lên này. Gần chắc chắn là vậy. Nó sẽ giúp mình ấy hơn. Sub item. Mình không có tiền nên mình không thể mua được cái gì trong này cả. Mình sẽ thoát ra bên ngoài. Tiếp tục là đi câu tiếp theo thôi. Chúng ta sẽ sang cái khu vực đảo đầu tiên. Đảo đầu tiên thì mình mới có làm được 5%. Đó. Ok, chúng ta sẽ có cả quả bom rước gì ném đây. Cái này là mồi cho cá ăn này. Và cái này sẽ đánh lưới luôn phát này anh em. Có vẻ hay ra. Được, rồi chúng ta sẽ từ quăng mồi đây phát nhờ cho nó ăn cái. Đó, mình thu hoạch được rất là nhiều. Có một con cá mới này. Con này sao ta? Mình có thể dùng cái này phun lực được cơ mà. Khó phết ta. Úi xịt kìa. Khó phết nhỉ. Ta sẽ thử cho cái này vài cái, nó sẽ đơ lại. Nó sẽ giật điện. Một phát này xịt anh em ạ. Combo 2. Nào vào đây. Một con nữa. Có con cá mới này. Về đây. Đúng rồi. Ôi con cá vàng này. Cá vàng này anh em. Được. Trước khi mà mình hết oxy, mình đã kịp và bắt thêm con cá vàng. Và chúng ta sẽ có được cái gì đây? 10 cm. Wow. Tận 16 con kìa. Ngon. Mình được thêm 352 đồng nữa này. Có nhiệm vụ đúng không? Nhưng chúng ta sẽ có thêm cả nhiệm vụ gì đó ở đây nữa. Đây có thể kết nối tới tài khoản để nó lưu lại cho mình đây. Con mèo. Đó, con mèo này muốn ăn 3 con butterfly fish. Con cá chim à? Đúng không? Và cho sẽ có bắt con đấy. Đấy là một cái nhiệm vụ. Mình sẽ nâng cấp cái này lên 430. Rồi
chúng ta có thêm oxy để có thể là xuống dưới đấy được, mới có thể nâng cấp thêm tàu được các thứ. Nào, đi thôi, tiến lên nào. Chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ ở đây, đó chính là bắt con butterfly, bắt con cá butterfly. Ok, chúng ta sẽ đợi cá butterfly đi. Rồi, xịt rồi kìa. Cho đông đông tí cho người bắt. Thế mà còn xịt ta. Kéo xuống về đây. Ok, cho nó gọn gọn tí á. Mình sẽ bắt hết những con cá gần gần đã xong tí sau. Đây này, news này, không phải con này. Mình sẽ mình không cần con đấy cho lắm. Xuống đây nào. Bắt được thêm một con nữa này, cắm vào mặt nó. Hai con, ba con rồi. Mình cần butterfly. Ôi, con cá gì to kia. Không được ta. Không có butterfly à? Con cá nó cứ bay bay. Khó chịu quá. Nó kích thước nó rất là to nên mình cần phải đánh thật nhiều cái mũi lao vào thì nó mới ngất được. Mình bảy được con cá 12 cm, mình được 194 đồng. Vấn đề là không được cá bay, không có cá bay thì làm sao đây? Một số cái mail mới, cái today ocean có nghĩa là cái chúng ta sẽ có một cái thời tiết 251. Liệu là mình có nâng cấp được cái gì không nhỉ? Cái này thì nâng cấp không, khoảng 1.000 này, cái này khoảng 3.000 này thì nâng cấp lên được. Sub item có mồi và có, mình sẽ bỏ cái này ra đi, cái này với một cái này này, rồi hết tiền luôn ta. Lúc nào có nhiều cá mình dùng cái đấy luôn. Lên nào. Đúng rồi, như vậy đấy. Bình thường thì các bắt những cái con đấy thôi, bắt con bé bé vớ vẩn thôi, còn về sau bắt con khác. Ok, cứ gần mà chiến thôi, không thì phải đi đâu xa cả. Đó, combo 2. Vào đây, 19 độ, 19 vàng. Tốt, 2 combo. Không trúng con nào ra. Để nó đông đông tí đã. Khúc là cá to ấy, thì mình sẽ dùng cái vợt. Chứ bọn này nó bé quá. Bắt thì cũng không ấy cho lắm. Có mission kìa anh em, có nhiệm vụ kìa. Từ từ, chưa tới cá đâu, chơi cá xịn đâu. Đây này. Thả lưới. Rồi, con kia nó chưa kịp vào luôn. Continue, mình không cần continue làm gì cả. Chấp nhận thôi, là được tận đến 560 mấy đồng. Ui, phía sau có cái ấy kìa. Chúng ta được khá nhiều tiền lần này đấy, 528 tất cả. Bắt được khá nhiều cá. Vì mình bỏ ra cái kia mà. Rồi, con này nó chưa được ăn cá. Nó cần bắt butterfly thì mình được 900 vàng này. Vấn đề là mình xem mấy cái mail này thì mình sẽ được thêm tiền. Ôi chết rồi, chưa mua ấy rồi. Quay trở lại hôm đã, mua cái ấy đi. Mình cần cái sub item này, một cái thức ăn và một cái lưới lớn. Bắt lớn, đánh bắt lớn phải như thế này. Lên nào. Butterfly, vấn đề nó không ra butterfly thì làm sao? Ok, một con này. Hai con. Chúng ta cứ bắt những con cá bé bé trước á. Ôi giời, xịt này, combo 2. Càng nhiều combo thì chúng ta sẽ càng được nhiều tiền thôi. Thế thôi, đơn giản mà. Đây này. Đợi nó vào gần đi đã. Đúng rồi, được một con rồi anh em. Cho vào đây, cho thức ăn đấy. Ui dồi ôi, xin con cá thu kìa. Ủa ôi, con cá thu đấy. Không kịp, trời ơi. Xin con cá thu to tướng á. Bá vậy. Bây giờ có cả câu cả cá mập đúng không? Hay. Chúng ta sẽ lên thuyền và bắt đầu là ra ngoài này. Mình sẽ được cái này, nó vẫn là 400, là được bổ khoảng 400. Cộng với cái số tiền còn lại là 830. Có thể nâng cấp được rồi kìa. Mới được có 2 con thôi. Mình cần butterfly, tiếp tục bắt thêm. Mình sẽ nâng cấp cái gì đây? Air tanks có thể nâng cấp lên 800 này. Tốt. Nó có thể trụ lâu hơn được một chút. Nâng cấp dần dần lên ta sẽ khỏe. À, quên đọc mail sẽ có thêm tiền.
Đây năm, đây là ngày thứ 5 của chúng ta. Một con, hai con, từ từ thôi. Ba con, bốn con, combo combo. Năm combo. Chết rồi, sáu combo. Ô. Không được. Combo tệ quá. Thôi, bắt tệ nhỉ. Không có cái ấy à, không có ấy thì phải bắt được tạm cái này thôi, chứ biết làm nào. Ok, mình giật điện mình chết à? Bị con nào giật điện à? Bị con sứa giật điện à? Vấn đề là không cho mình nhiều cá. Có 3-4 quay đây. Đây là đi săn thất bại là có 200 đồng thôi. Đúng là thất bại thật. Vẫn chưa xong cái nhiệm vụ kia anh em ạ. Sub item mình mua thêm cái thức ăn cho cá và một cái này. Chúng ta cố gắng đi bắt được cái kia. Chúng ta có rất là nhiều cái mail, nói chung là mình đọc mail có thể biết là loài cá gì đang sắp có ở đấy đấy. Mới được có 2-3% thôi. Làm sao mà để có thể tăng được cái thời gian lên nhỉ? Hay là cứ đợi thôi. Đợi thì lượng cái này là ít hơn nhỉ? Mất ít hơn nhỉ? Hay vẫn thế ra? À không, sử dụng cái này là người ta sẽ mất nhá. Rồi rồi, mình hiểu. Mình đợi thôi, mình không cần đợi hết quay này, mình sẽ sang cái này, mình có đống thức ăn đây. Bắt tóm gọn cái địch luôn. Đúng không? Nào nào, đây là quay 2. Chúng ta cố gắng đợi. Có mấy con cá giật điện kìa. Đây này, đây này, mission này, mission này. Đây chính là mission của chúng ta này, đợi nó gần vào. Để nó vào gần đi. Nó bay mất rồi. Từ từ thôi. Kiểu gì nó sẽ ra đây. Xịt rồi anh em. Vào đây, vào tất cả đây, vào tất cả đây. Vào tất cả đây. Vào tất cả đây. Được rồi, chúng ta được thêm con nữa rồi, hơn 500 rồi. Có một con new kìa. Một con. Con cá này đẹp hết nhở, chạy nhanh bay nhanh thế. Con gì đây? Mình chẳng được con gì ta? Tệ vậy. Từ từ. Sang đây cái. Mình cần phải chuẩn bài. Đây rồi. Ủa, tí bắt thêm con nữa kìa. Lần này thu hoạch khá nhiều, nhưng nói chung là mình sẽ xong cái nhiệm vụ của nó. 700, cho có 700 tiền tất cả. Cái này câu không hề dễ một chút nào. Đó, chúng ta được cái con này 29,21cm này. Nhưng nhân được có một con thôi à, cho được 700 vàng. Vì giả nhiệm vụ cái. Đó, 900 vàng luôn. Có một ông lão bán cá này. Chúng ta sẽ get coin bằng cách bán hai bộ phận đi. Hoặc là bán 500 coin sẽ được một bộ phận. Vấn đề là cái này là cái gì? Cast Big Fish 100 IC này. Đó, max size là 12. Giá nó sẽ là 20 đô cả. Đây miếng giảm giá đang ấy không? Có Nemo, có IC. Wow, có khá loại cá đấy. Không hề ít đâu. Để xem. Hiện tại là trong cái normal, trong cái deep sea này thì nó có nhiều loại cá hơn này. Đấy. Có mấy con cá nhìn trông khá là tởm ta. À, từng vùng biển nó sẽ có cái loại cá khác nhau nhá. Rồi, mình sẽ có thể là nâng cấp lên cái gì không? Mình có thể nâng cấp cái này lên này. Cái rate of fire speed. Cái độ dài, cái oxygen, cái giá oxy bỏ ra để có thể lấy cái này được. Mình sẽ nâng cấp cái này hay là mua cái mới ta? Cái oxygen của nó sẽ tốn rất là nhiều. Sniper này. Có rất nhiều loại khác nhau. Ủa, nhiều loại súng thế. Để dùng cái loại này trước đi. Nâng cấp lên một chút này. Bình oxy thì chưa nâng lên được. Phải 1.400 cơ. Chúng ta sẽ mua lên sắp cái item đi. Một cái này. Và hai cái luôn. Rồi, chúng ta mua khoảng 2 cục thịt. Ủa thế hơi tốn nhỉ? Cảm giác thì hơi tốn. Tại vì mua thế thì nó rất là tốn kém. Mình sẽ hỏi ra nhiệm vụ ở đây. Khoảng là 8 phút nữa thì nó mới hồi lại cái nhiệm vụ của chúng ta. Bó tay thật. cái phần này để làm gì ta? Đây là tủ đồ này. Cái gọi là cái
bánh răng này thì dùng để mở khóa nhân vật mới. Nhân vật thế ta, cũng khá là hay, trò này khá là hay. Cái gì đây? Giảng giải thôi, không có gì nhiều. Lên thuyền, vẫn còn thuyền rách. Vẫn còn thuyền rách để chúng ta đi được. Vẫn là cái Cora này, được 27% rồi. Ordinary, đây. Bọn này bỏ qua tất, mình không liên quan đến bọn này. Mình cần là thả lưới để câu những con cá xịn. Cái con này không nên câu làm gì, nó khá là ít tiền. Mà mình không biết cái nhiệm vụ kia là nhiệm vụ gì cơ. Ừ, đợi thôi, đợi sang Way thôi. Way 2 sẽ có cá mới. Đó, những con cá sẽ đi ra ngoài. Ô, làm sao mà có thể là bắt được con này đây? Trời. Ô, con cá vàng kìa. Nó đi mất không nhỉ? Có thể sẽ đi mất đấy. Rồi rồi, tiền này. Ui 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 ui. 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 Tốt tốt tốt. Tốt. Vàng đâu, về đâu, về đây, về đây, về đây. Ui 5.000 kìa. Cá vàng ạ. À. Ui, vãi chưởng thật. Hơi hết rồi. Wow. Ui lên phát 5.000 kìa. Tôi không thể tưởng tượng được. Ui. Ui, bắt con cá đấy toàn vàng thôi. Trời ơi. 5k ui, bằng bao nhiêu lần mình đi mình câu anh em ạ. Ai chà. Ôi, bá cháy vãi. Thật sự như vậy. Chúng ta sẽ được thêm 11 đồng mà có thể nâng cấp được thêm này. Wow. Thuyền nó là 20.000 và 100 nguyên cơ. Thuyền xịn. Kinh ta. Cái này sẽ chưa unlock được khoảng 7k. Cái này có thể bắn xa hơn, 7.000 này. Kinh thật. Thật sự là bá cháy. Nâng cấp cái này lên và nâng cấp bình oxy lên là tốt nhất. Chắc là mình sẽ nâng cấp cái này lên trước 2.000 này. Sau đó sẽ khoảng nâng cấp cái bình oxy của mình lên 1.400. Rồi. Sub item. Mình có mấy cái này chưa nhỉ? Mỗi lần mà mình sẽ mua một cái 80 đồng. Ok, tiếp tục là ra khơi nào. Hay quá, chúng ta vừa mới bắt được một đống thứ hay ho. Mình đợi thôi, mình nên đợi đi. Cái oxy mình đã tăng lên rồi. Nhưng con cái bỏ qua hết. Quẩy đang em vì quăng cái thức ăn này xa thì sẽ được thu gọn một đống đấy luôn kìa. Chịu luôn, bó tay. Quên mất mà không ấy được. Cũng may là bắt được vài con cá vàng. Vài cá siêu hiếm trong này đấy, có vẻ như vậy. Rồi, chúng ta đang đợi. Ok, con này thì mình không cần. Bao giờ nó có cá vàng ta? Đợi chờ thôi. Mấy con cá này thì không ấy lắm. Có vẻ lần này đi khá là tệ rồi. Vẫn chưa thấy có cái gì cả. Có thể mình sẽ đợi nó sâu xuống Way 2, Way 3 gì đấy. Chắc mình sẽ đợi khoảng Way 4 rồi mình ném cái này ra mình bắt một lũ vậy nha. Chứ mấy con này thì cũng chưa bắt được. Ui, cá cỡ lớn kìa. Còn 52% cái này nữa. Đợi chờ thôi. 46 ấy, 45. Chắc mình sẽ qua được Way 3. Mình đợi con cá vàng kia anh em ạ. Ôm cây đợi thỏ rồi. Bao nhiêu năm mới có con cái một lần đấy. Bây giờ không có rồi. Way 4 này, chuẩn bị ném thôi. Thức ăn kìa anh em, thức ăn kìa. Chúng ta sẽ bắt cái này vào. Rồi. Vào đây, ok. Chúng ta được thưởng bao nhiêu tiền nhỉ? Tất cả là bao nhiêu ta? Được có 300 đồng, chạy tệ nhỉ? Nó không có cái gì cơ. Thật sự chất này tệ hại luôn đấy. 2.000, chúng ta có thể nâng cấp được cho cái kia lên kìa. Mới có thể nâng cấp thêm cho cái này đúng không? 3.000 mới có thể nâng cấp được. Ethan sẽ là 2.300 mới có thể nâng cấp được nha. Sub item. Cái giá bây giờ nó 200 đồng một cái thôi. Càng có nhiều cái thì nó sẽ càng đắt. Chính xác là như vậy. Con này nó không giao nhiệm vụ của mình nhỉ? Và mình hết thư rồi. Hết thư để xem rồi. Con này còn 3 phút nữa thì nó mới có thể là giao cho mình nhiệm vụ tiếp. Tiếp tục là đi xuống dưới thôi.
có vẻ càng ngày nó càng sẽ khó hơn lên rất là nhiều. Ngày 9 rồi đấy, Wedding season rồi. Ô, con cá kìa, từ từ bắt đôi con này kìa. Đợi nó một chút vậy, nó sẽ quay lại đây mà. Hai combo, mày sẽ vào đây 281 anh em ạ. Con này rất là ngon. Tốt, ném chuẩn xác đấy. Như thế này có vẻ ngon không? Chúng ta chỉ cần những con như thế thôi. Mấy con này loại bỏ hết, không cần luôn. 2600 rồi, mới có vượt qua có một nửa mà mình đã bắt được những con cá ngon rồi. Trên này con cá ngon này, hai phát nó quay đi ạ. Ấy chà, con cá vàng kìa, mình thích con đấy. Con này giật điện nha. Ok, thức ăn. Không được rồi, chạy hết rồi anh em. Trời ơi, nó không bắt được cái con này đâu. Trời ơi. Ôi trời, con 0% này. Quái ném tệ đấy nhở, phát cuối ném tệ hại vãi. Con cá ngon mà không biết bắt kìa, được có 2k9. Trong khi đó mình bỏ ra khá tiền cho mấy cái vợt viết cái thứ. 700, cho thêm 700. Nâng cấp này, chỗ này nâng cấp lên được. Airtank sẽ là 2k3. Nâng cấp thêm thôi, gì phải sợ. Nó sẽ có giá tùy từng ấy, tùy từng cái mình đang có. Ví dụ mình có một cái, có new này, có cái 31cm đây à. Carnivore Special này, có một loài cá hôm nay, cá mới này. Để xem nào. Còn một phút nữa rồi mình sẽ đi nốt lần này, ra khơi nốt lần này cái nào. Hình như trong này nó sẽ có loài cá mới đây. Để xem. Bình oxy mình đã để đầy hơn rồi, đầy hơn trước rồi, nhưng mình cần phải nâng cấp lên cái này. Xuống dưới. Không thấy, hiện tại đang không thấy cái gì cả. Hình như sẽ có một loài cá đặc biệt. Đợi chờ thôi. Đấy, con gì kìa. Nó phải đến wave 2. Bình thường lần trước là wave 1 đã có cá vàng khổng lồ rồi. Lần này không thấy đâu cả. Ok, đang đợi. Mấy con sứa này nguy hiểm lắm nha, giật điện đấy nha. Đùa, không có cá à? Con này vừa bé mà vừa nhanh. Shit. Khó phết đấy, cái này trò khó. Không hề đơn giản. Nó phải sát mặt mình thì mình bắn được. Ô, đùa. Bắt được một con. Bắt được một con duy nhất. Wave 3 này, có một con cá bự này. Hết. Có cá gì không ta? Đây này. Tốt. 300 đồng vàng. Bọn này nó lừa mình em ạ. Lừa này. Nó chỉ ở 52 đồng thôi. Combo. Còn có này, bắt nốt về đi. Không làm gì được. Đến quay này. Ok, bắt nốt mấy con này đi. Xem thu hoạch được cái gì, thu hoạch thôi. Đấy, có cá kìa. Mình được đúng một cái lần vàng là được khoảng 5k rồi. Còn đâu mấy lần này thì ít tiền quá. Đây là có nhiệm vụ này. Làm nốt nhiệm vụ về cái. Nó yêu cầu chúng ta sẽ muốn ăn 5 con apple. Được. Chúng ta sẽ đi bắt 5 con cá apple cho nó. Lên đường. Mission cá apple đòi hỏi ghê quá. Vấn đề là cá apple. Ôi trời ơi, mình không có ấy rồi, không có cái lưới rồi, quên mất mang lưới. Ok, làm nhiệm vụ này thì quái ở đây, bắt khó vãi trưởng cái con cá apple bé tí. Nó cho mình bao vàng nhỉ, không nhớ là cho mình bao vàng luôn. Biến ra ngoài mau. Mình bấm bắt cá apple. Cá táo. Nó ở đâu nhỉ? Đến đi nào, đến đây nào. Không phải con này, không phải con Finding Nemo này. Ô, vãi chưởng. Tốn bao nhiêu năng lượng mới có thể bắt được con này? 40 đồng. Ôi, bực mình. Đợi. Con này sẽ là 40 đồng mà nó có cái
quỹ đạo đi của nó rất là rìa dị. Đây rồi. Dương đột kích tây. Đùa. Nó lao thẳng vào mặt mình xong rồi nó quặt 180 độ luôn. Mày này quặt này. Một con cá. Ơi, nó ăn con mình. Con lợn kia nó ăn con cá của mình em ạ. Không được rồi, còn có 16 rồi. Ô, cá gì ấy? Mấy con này nó sẽ ăn cá của mình đấy. Vấn đề là nó sẽ ăn cá, nó sẽ lấy cắp cá của mình, mấy cái con cá gì kìa. Khó chịu chưa? Không có cá apple để cho con này nhờ. Bây giờ làm nào đây? Có rất là nhiều mấy con ở kia. Mua thêm cái ấy đi, mua thêm cái sub item đi. Mua thêm cái này 140 này. Đang có không cái, được rồi. Ra khơi phát nữa. Có tiền về mình sẽ lại nâng cấp đồ đạc lên thôi. Không phải lo. Mission có một cái nhiệm vụ ở đây. Mới có 36%, bao giờ tôi mới về đích đây. Ngày 12 rồi. Hiện tại đang là ngày 12 rồi. Ôi trời, đừng bắt con này làm gì, quên. 20 đồng một con. Thật ra thì bắt con này về nhắm xiệu. Combo 2, phát hai con luôn. Lúc mà đông đông tí mình sẽ bắn luôn phát. Sứa này. Nó bảo ngày hôm nay sẽ rất là nhiều sứa. Mình đọc trên cái báo thấy thế. Chắc là như vậy. Ôi, 63%. Kiếm thêm ít đồng tiền lẻ vậy thôi. Đợi 4. Lúc ấy không bắt được con cá apple nào. Tại vì là nó bị con kia ăn mất. Xuyên táo. Có nào không nhở? Không có cá vàng biết gì nhở. Để mình hốt một phát. Vấn đề cá vàng cái lưới này không thể nào mà chịu được ấy. Đứng gần thế còn xịt. Đúng là đọc trên báo là hôm nay là sẽ là ngày ấy rồi. Kìa có cá vàng nha. Ít ra sẽ được một con cá mang về khoảng 325. An ủi phần nào. Hôm nay là một ngày toàn là mấy con bạch, con gì nhỉ? Con gì sốc điện kia ta? Vấn đề là không bắt được con apple 2k3. Tạm thời thế đã. Mua thêm lưới đi để ra bắt khơi bắt thêm đi. Ra ngoài khơi bắt thêm cá nè. Có một số cái thông tin gì đó. Chúng ta sẽ bắt nốt lần này, nào mà không được nữa thì thôi đây. Để chuyển tập sau nhau. Một cái và hai cái này. Đã xong. Bắt đầu là ra khơi nào. New gì đó, có tin tức gì đó. Con kia mới ra nhiệm vụ của mình đúng không? Nó sẽ cho mình 15 cái phụ tùng. Phụ tùng để mình mua nhân vật mới đây. Nó khá là quan trọng đấy. Nhưng mình muốn được vàng hơn. Vàng để nâng cấp đã. Cái này là cái gì đây? Bao xe. Rồi mình sẽ đợi thôi. Chúng ta sẽ đợi nó vậy. Không có cách nào khác. Đợi qua ngày. Tôi cần 5 con cá táo. Nó không cho 5 quả táo thì đúng là khó chơi. Hoặc là cho con cá vàng đi. Cho mình phát mấy nghìn tiền đi. Đang đợi chờ tiết kiệm oxy tối đa. Thanh niên là thẩm du dưới đáy biển. Để đợi. Chúng ta phải đợi chờ rồi. Way 2. Way 3. Way 3 rồi, có lại con sứa ghẻ lở hắc lào kìa. Way 4 đi. Cái bình oxy mình khá là lớn. Mình phải đợi được. Có thể còn đợi được thêm nữa ở phía sâu ở trong ấy. Nhờ. Mình thích, mình ghét cái con cá vàng vàng ấy. Nó sẽ ăn thịt con cá của mình ấy. Mình ghét mỗi con đấy thôi. Đấy. Đấy, có một đàn cá vàng kìa. Bắt được hợi. Chết rồi. Đông thế. Ba con này nó ăn luôn mấy con cá mình bắt được ấy. Rồi từ từ mình cho nó ra đi. Tiếp mình sẽ bắt cả lũ cá vàng rồi đấy. Bằng cách là quăng cái miếng thịt. Quăng cái mồi cho nó ăn. Quay 4 rồi. Next đi em ơi. Con cá kia next rồi đấy. Con cá tốc độ nhanh thế. Đây này. Một bé.
Rồi. Ok, đây. Tốt. Ô, từ. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Ô, vẫn bắt được đúng không? Từ. Mình sẽ có thể xem quảng cáo để có thể là tiếp tục chơi được. Tốt. Combo gì đây? Con cá gì đây? Mày vào đây. Từ thôi. Có cá gì kìa? Ui, sao lắm cá vậy? Ok, từ. Từ bắt được con này này. Nó không vào đây. Vấn đề nó không vào đây. Bắt thêm con cá. Ôi. Đúng rồi. Dụ vào đây. Chết rồi. Không bắt được con nào. Chết rồi. Quả đấy mình xem quảng cáo mà sao nó không hiện quảng cáo ta? Không sao, cuối cùng là mình cũng thu hoạch khá lớn. Ờ, bắt đầu xem quảng cáo rồi đây. Thôi mình sẽ xem quảng cáo vậy. Rồi, một tựa game gì đó nhìn có vẻ là Mapper Story. Map gì ấy? Mapper Story M đúng không? Nấm lùn phiêu lưu ký gì đấy. Mình thu hoạch khá lớn trong ngày hôm nay. Chúng ta đủ cá luôn. Yes. Mình được một cái gì đó, một con cá nào đó hơn 1.000 tiền. Cá Apple vừa đủ luôn kìa. Và chúng ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ con mèo kia đưa ra nha. Rồi. Có thể nâng cấp được thêm các thứ rồi anh em. Ok, và chúng ta sẽ kêu tầm bên đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là The Fish Cat, mèo con câu cá. Bye bye.